cảm thấy có thể sẽ không đến với loài người, vì đó chỉ là những tin đồn truyền miệng trong cuộc sống. Nhưng nó đã đến với riêng tôi, vì ngày đó là ngày em ra đi. Ngày tận thế phải chăng là ngày hôm nay, ngày mà em lãng quên ân tình đôi ta, ngày em đến khiến anh chợt bừng lên hạnh phúc mong manh, ngày em đi đất trời như sụp đổ. Ngày tận thế với anh là ngày xa em, tình yêu anh chỉ trao riêng về em thôi. Người hạnh phúc bên ai nào hay con tim anh khóc thầm nhớ em nhiều, anh biết phải làm sao. Ngày tận thế với anh người ơi, là ngày anh không còn ngày tận thế với anh là ngày xa em.